Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Gomu Huyền Thoại. Và ok, hôm nay thì mình sẽ quyết định sẽ tắt tay lấy con Sengoku này mà. Thì con Sengoku là một trong những cái con tướng cực kỳ mạnh anh em, một con tướng thuộc dạng dòng trong dòng meta, nói chung là không thể nào thiếu trong cái đội hình của anh em được. Bạn này có không? Có bắt sen chưa? Chưa có bắt sen anh em à. Đè các bạn này ra mình quýnh thử xem sao anh em. Chà, biến thành phật vàng anh em à. Ôi, cái team bên kia thật là cùi bắp quá đi. Đúng là sức mạnh của đồng tiền anh em à, lên luôn được cả hạng 64 anh em. Không biết chừng nào nó mới xây tour, nó sẽ quay lại Sengoku, cho nên là cậy hôm nay mình sẽ tắt tay lấy trước đi, sau này có điều kiện mình sẽ lấy tiếp. Có gì ta, cảnh báo nạp lậu đối tượng lừa đảo nhận nạp từ các gói kim cương ghẻ không phải từ nhà phát hành này, sẽ tài khoản của người mua sẽ bị khóa vĩnh viễn nha anh em, vì vậy mà anh em đừng có mua. Với lại chưa chắc gì đã mua anh em à. Hello anh, cho lên YouTube được không anh? Ok nha, ok em. Thì hôm nay mình sẽ tắt tay, và để mà tắt tay thì đây là may là còn một cái số tiền nhỏ anh em à, với 800k thì anh em mới có thể là sở hữu được cái con Sengoku. Thì làm thế nào để sở hữu nó mà vừa lợi anh em, nạp vô cái những cái gói nào mà nó lời hơn mà vừa sở hữu được Sengoku mà lại vừa được những cái phần thưởng khác nữa, ở những cái móc nạp khác nữa, thì ở đây thì mình sẽ xem kỹ nha anh em, xem kỹ là các cái gói nạp nha. Ở đây tích nạp bá vương, ở đây nạp mình đã nạp được 2.900 anh em à, bây giờ mình nạp tới 5.000 mình sẽ nhận được con Bero, và đúng lúc thì mình đang cần con Bero để đưa vô trong cái đội hình anh em à. Con Bero là một trong những cái con tướng support cực kỳ hiệu quả anh em, đối với những cái đội hình nông dân thì nó là một trong những cái sự lựa chọn tốt nhất rồi, vừa tạo khiên mà vừa có thể là chói kẻ địch lại được anh em à, rất là ok. Còn cái phần nạp đơn, nạp một lần 500, 1.000 và 2.000 và 10.000, 5.000, 10.000, wow. 2.000 thì mình sẽ được cái này, mình có thể là chọn được những cái mảnh này anh em. Lo tem mình hiện tại bây giờ cũng đang thiếu con lo anh em à. Ở đây thì cái móc này thì cái gói nạp, với lại đang phân vân giữa mấy cái gói anh em à. Khi mà anh em mua cái gói này á thì cái móc nạp xong á thì nó sẽ lời hơn anh em, anh em sẽ lời tiền, nhưng mà thay vào đó thì anh em sẽ không ăn được mấy cái móc nạp đơn này, nó lỗ ở cái phần này anh em, nó bị kẹt ngang xương ở cái chỗ này như vậy đó. Còn cái này thì anh em phải nạp đơn đúng móc anh em sẽ nhận được các cái bông hoa nè. Ê chà, hơi khó nha anh em. Ở đây nếu mà nạp đơn thì mình có thể là nhận luôn được cả cái móc này. Wow, bonus thêm 50 cái bông nữa. Đang phân vân anh em à. Cái này là sẽ tích lũy nạp, anh em tích lũy nạp 5.000 kim cương. Wow, cái này là mình có thể là, đây là ngẫu nhiên anh em à, ngẫu nhiên. 4 gương ngẫu nhiên, 500 kim cương. Nạp đơn đô đốc, nạp một lần 500 kim cương, 1.000, 2.000 và 5.000. Wow, 5.000 được cái nón luôn anh em ơi, quá là khét. 10.000 sẽ nhận được cái này, wow, quá là VIP anh em ơi. Bây giờ mình không biết mà sẽ vân vân giữa các cái gói nạp, bây giờ mình sẽ review mấy cái gói này luôn anh em. Cái gói 3.000 á thì mình sẽ nhận được cái này, thuyền anh em ạ. Gói 3.000 thì sẽ nhận được thuyền với lại cái 20 mảnh báu vật. Ngẫu nhiên anh em ơi, nguyên liệu ốp tướng cam, thêm 4 cái bé này nữa, tính cả nó không ngon bằng so với nạp cái kia anh em. Còn cái gói này là 1.500, 1.500, cái gói 1.500 thì mình sẽ tốn bao nhiêu tiền rồi ta? 1.500, của cái gói 1.500 là cái gói nào ta? À bên đây, sorry anh em, bên đây 1.500 tương đương với lại 300k anh em à, tương đương với lại 300k, nhưng mà anh em sẽ nhận được tới 1.500 SP VIP bằng 300k. Nếu mà 300k thì anh em sẽ nhận được là 200k thì anh em sẽ được 1.000 kim cương, là tương đương với 1.000 điểm VIP. Và ở đây thì nhưng mà bù lại như là cái gói này anh em sẽ được tới 1.600 kim cương hết anh em, 1.600 kim cương. Tại qua mình nạp ở đây thì như mình lợi hơn gói 600 nè. Gói 600 thì chỉ có 100k thôi anh em à. À không, tại mình mua cái gói 600 thì mình lợi anh em. 600 thì chỉ có 100k thôi nha. Thì mình sẽ lời được 100 điểm anh em à, lời được 100 điểm, nhưng mà cái gói 1.500 này không biết là nó có tính vô luôn cái móc nạp hay không anh em. Gói 50k nè. 500k này không biết có cái nạp đơn nào 5 không có 50 anh em, nạp đơn không có 50 rồi. Chỉ có 500 thôi. Thì bây giờ mình sẽ mua thử cái gói không có gói 500 đâu anh em à. Gói 1.500. Ở đây thì nó cũng không có gói 1.500 nữa, nó có gói 2.000, 1.000, 2.000. Wow, hơi khó lựa anh em. Khó lựa dữ anh em. Ơi, hai gói này nó không chơi chung với nhau được anh em à. Hai gói này không chơi chung với nhau được.
nó bị lẻ ngay cái chỗ đó anh em à, nó bị cấn cấn ngay cái chỗ đó cho nên là không có đủ móc. 328 AM. Thì nếu mà mình mua ở bên đây á, mình mua cái gói 3.000, 3.000 thì tương đương với lại 500k thì nó cũng vậy thôi anh em à. Ủa có không ta, 200k thì được 1.000 mà 400k thì được 2.000, 400k thì cái này mình được tới 3.000 tương đương với lại 600k thì mình sẽ lời hơn rất là nhiều anh em, lời hơn rất là nhiều ha. Wow, cái này là 300 nè anh em à, 300. Ủa mình mua cái gói này mình sẽ lời hơn chứ, gói 3, gói 3.000 anh em à, gói 3.000 nè. Để mình xem thử cái gói 3.000 này mình sẽ được thuyền nè. Ôi, hơi bèo anh em ơi, cùi quá, không có gì hết trơn á. Nó chỉ được 4.000 kim cương với lại vé thôi. À, thì mình sẽ tốn 500k mà để mình xem thử. Nếu mà 500k thì mình sẽ nạp vô cái móc là 2.500 anh em. 2.500 thì đâu có cái móc nào nạp đơn 2.500 đâu ta. 500k thì mình sẽ được 2.500 kim cương. Mà ở đây thì nó không có cái móc nào 2.500 chứ á. nó khó khó ở chỗ anh em, nó cấn cấn ở chỗ đó. Ôi mình nạp gói 2.000 mà được cái 8 cái vé quay này mà. Thịt thời điểm này này cái kia nè. Ngẫu nhiên đá cấp 4 anh em mày. Còn bên gói kia thì nó không có gì chứ ha. Cái này phải nạp đơn mới được. Nạp đơn nè. Gói này nạp 5.000, cái móc 5.000 thì mình cũng gần đủ anh em ạ. Wow, hơi khó anh em, để mình suy nghĩ xíu nha anh em. Thôi, mình quyết định anh em ạ. Mình sẽ mua cái gói này. Mua cái gói này thì mình sẽ lời hơn được chút chiêu chiêu anh em. Mình sẽ lời được khoảng 100k nữa, mình để dành 100k đó mình sẽ mua những cái gói khác. Thì bây giờ mình sẽ review xem thử là mua cái gói này nó sẽ tính vô cái điểm VIP hay không nha anh em. 50k mà được mình mua cái gói này trước đi, mình mua cái gói 50k trước anh em. Mình sẽ mua cái gói này trước nha. Ví xô. Ok, để mình xem thử là nó có tính vô trong cái gói nạp hay không anh em. Truy nã. Nó có tính hay không? À tính anh em, nó có tính vô luôn nha anh em. Ủa sao được có 300 vậy ta? Phải không ta? Đúng rồi. Được 300 điểm anh em à, 500 mua cái đó được 500 300 điểm. Để mình quay lại mình xem thử anh em. Mình xem được cái gói này. Đúng rồi, 300 này anh em, nó tính vô thẳng 300 này anh em nè. Wow, vậy thì mình lời quá anh em. Mình sẽ mua thêm cái gói này nữa, mình sẽ lời luôn. Thì mình sẽ tiết kiệm được tiền anh em mà, mình sẽ tiết kiệm được tiền thôi. Thì chủ yếu là mình tiết kiệm tiền để sau này mình còn mua thêm những cái gói khác anh em à. Truy nã 3.500 cái này anh em à. 3.500 thì mình còn thiếu 500 nữa thôi. Ok. Thì đối với những anh em mà tiền ít mà muốn hít hàng ngon á thì anh em có thể là lựa chọn những cái này. Wow, ở đây thì 100k thì mình được có 500 điểm anh em. Thay vì kia là 500 điểm mới được hẳn. Ủa, 500k được 500 kim cương. 500k. Ủa, được 3.000. Ủa, tính ra nó cũng vậy thôi. Phải không ta? 100k được 500. Không không. À, 2.500 anh em lộn. Vãi thật sự chứ lát tính lát nó gói nùi luôn anh em à. Vãi thật sự nó gói quá hết biết đường ra luôn anh em. À, cái này thì 100k thì mình sẽ được tới 600 ESP VIP nè mà. 100k thì mình được tới 600 ESP VIP nè. Thay vào đó mình sẽ lời hẳn này. Lời hẳn này 100k mình được có 500 mà. À mình được ăn được cái móc nè mà. Mà mình lời hơn mình được ăn được cái móc. Để mình xem nữa có cái móc nạp đơn anh em. Nạp đơn 100k hay không. Anh em đợi xíu nha. Nạp đơn. À được anh em ăn được cái móc này nè. Ôi rất là tiếc anh em mình không ăn được mấy cái móc nạp đơn bên dưới này. Uổng thiệt chứ. Nạp đơn đô đốc này kia nữa nè. Ôi uổng thiệt sự chứ. Thôi bỏ đi anh em, bỏ đi làm người. Bây giờ mình sẽ nạp cái gói đi anh em. Bên đây thì nó lời được 100 SP VIP nhưng mà bên đây thì mình sẽ ăn được cái móc 500 kim cương. Thôi mình sẽ chọn chọn cái móc bên này. Rồi ok. Vậy là mình còn dư được tới một đống anh em à. Tính ra là mình mua như vậy thì mình sẽ lời hơn rất là nhiều anh em. Lời hơn à. Và hiện tại thì bây giờ mình đã lên được VIP 7 luôn rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ mở hết cái đống này ra cho anh em xem, review cho anh em xem thử là mình sẽ nhận được những cái gì anh em. Ok. Tin nhắn hello, hello anh, trời ơi, hello em yêu. Rồi, không có thả trái tim được đây mà, không có comment hình trái tim được. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ mở ra xem thử với anh em, mình sẽ nhận hết mấy cái gói luôn. Sengoku này ha. Ấy, trời ơi, con tướng hay sao được có 30 mảnh gì, có bèo vải này mà. Ok, thì bây giờ mình đã có thể là mua được luôn cả con Ichi trong kia, thì có gì mình sẽ up Ichi lên sau nha anh em. Đối với những cái phiên bản cũ này á, thì con Ichi vẫn là cái sự lựa chọn tốt nhất hiện tại bây giờ rồi anh em à. Đây, bây giờ mình sẽ nhận luôn cả con Bero. Đó. Vô. 40 mảnh Bero nữa anh em à. Ok, mình đã có thể là up được con Bero luôn anh em à. Mình có thể chiêu mộ được Bero luôn rồi. Bo với lại con Mihao nè. Wow. À, bông hường anh em ơi. Vãi thật sự chứ. Không có đủ ăn được mấy cái móc bên dưới anh em.
tích lũy nạp. Còn thiếu ngàn kim cương ở đây em mà, ngàn kim cương ở đây mình sẽ ăn luôn được cả cái móc bên dưới này luôn. Nạp đơn đô đốc nè, mình nạp tháng 2 anh em mà, 300 nè, rồi 908 nè, múc luôn. Quá là ngon em ơi. Tạm thời thì mình sẽ múc hết mấy cái gói đây trước đi. Đây mình mua được một cái, hai cái. Đó, bây giờ mình đã có được con Sengoku rồi. Ủa, bác Sen mình đâu ta? Bác Sen mình kỳ bên nào? Bác Sen đây. À bác Sen đây, bác Sen tím luôn rồi anh em à. Bác Sen tím luôn. Ok, cho bác Sen lên, chắc là mình sẽ cho lên cam luôn á anh em. Là sẽ cho lên cam luôn, up cái kỹ năng cho bác Sen lên coi. Ôi, quên tăng cấp. Up cái skill né cho bác Sen, tạo phản đam này kia các kiểu em anh em à. Wow, I love you bác Sen. Phật. Đó, lên luôn. Ok, tăng hết lên luôn anh em à. Ủa, còn thiếu gì mà tiến bạc được với ta? Wow, mấy cái này mình chưa có quét hả? Để mình xem thử còn cái gì nữa hay không. Mấy cái này như là mình up hết hết rồi anh em à. Rồi, ok, xong. Quất cái nón lên luôn. Ủa, chưa tiến bạc được nữa. Thiếu nhiều anh em à, 999 nè, thiếu mấy cái 9 nè anh em à. Quét luôn, múc luôn. Hôm nay, ủa, như là không có X2 anh em, có X2 luôn nè. Quá là ngon, hôm nay là hợp lý luôn anh em à. Bây giờ up lên là hợp lý luôn. Đó, đang có X2 mà anh em. Wow, ok. Chưa, up lên cái đại anh em à. Trời ơi, có vaccine rồi nha anh em. Bây giờ mình có luôn cả con Bero luôn anh em à. Bero luôn rồi. Múc con Bero luôn. Đó, đội hình quá là đẹp trai, khoai to. 6 múi. Ốp dân Bero đưa vô trong cái đội hình luôn. Vậy là mình đã có được một cái đội hình tạm tạm ổn rồi đó anh em. Tạm ổn xíu. Sau này nếu mà chắc là đợi tới cái con tướng Odin anh em, khi nào Odin ra thì mình mới nạp nữa, chứ bây giờ chắc là phải ngưng một thời gian rồi anh em à. Phải ngưng thời gian rồi chứ hôm nay mình đập quá tay rồi anh em à. Quá lố rồi. Quá là lố luôn, chứ không phải là lố thường nữa anh em. Hay, hết tiền luôn anh em. Đập xong cái hết tiền luôn, gầu hết sức. Quá, chết rồi, còn thiếu cái gì vậy? Ôi, còn thiếu cái này nữa ha. Múc luôn. Hết kim cương, lộn, hết thể lực, mua thể lực luôn đi, lỡ rồi. Dân chơi mà đâu còn sợ mưa rơi anh em. 31.000 kim cương này. Kỹ năng, trời ơi, bây giờ mà đè úp kỹ năng cho hai con này lên nữa mới quải anh em à. Kệ đi, gắng đợi thời gian cho nó ấy thôi, chứ không có sử dụng kim cương để mà múc skill cho em lên đâu anh em. Để dành thôi, để dành skill thôi. Có lộn, để dành kim cương thôi. Để dành kim cương này sau này còn tích mấy cái sự kiện tiêu kim cương này kia, kiểu lúc mình không có kim cương để mình xài nữa anh em à. Ok anh em, tắt tay luôn. Sengoku. Wow, quá là đẹp. Đẹp trai, quá là đẹp trai anh em à. Ui, không có đồ để mà úp mấy này lên nó mới ghê chứ anh em. Rồi xong, tạm thời là cho nó lên tím tím trước đi, tím mộng mơ trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ mở hết mấy cái gương xem thử là bên trong nó có những cái gì, mình sẽ review cho anh em xem nha. Đổi nè anh em. Có mấy bạn kêu đổi hết kim cương anh em à. Đổi hết kim cương xong rồi sau đó vô đổi email. Hiện tại bây giờ mình còn thiếu bao nhiêu mảnh email ta? Thiếu có 5 mảnh anh em à. Gương đá nè. Có nhiều bạn kêu mình đổi gương đá nè. Rồi có nên đổi cái áo díu của Nami không ta? Có nên đổi không ta? Chắc mình đang phân vân suy nghĩ lại anh em. Để suy nghĩ lại thử xem sao. Quốc cái mảnh email có đã anh em. Và sau đó bây giờ mình đổi kim cương để dành anh em à. Đổi kim cương để dành 30 kim cương. 4 bông mà được 30 kim cương thì cũng được anh em. Ok, đổi hết luôn. Đổi tối đa được có 10 lần anh em à. Nên là mình sẽ đổi hết luôn. Ủa, hết rồi, full này. Full được rồi, để xíu mình suy nghĩ xem thử là còn gì để đổi nữa không anh em. Còn bây giờ thì mình có thể là mua được cái con Ichi anh em. Ichi nè. Con Ichi thì mình sẽ để sau đi. Bây giờ mình sẽ xem thử trong gương mình có những cái gì mình mở ra được thì mình sẽ mở hết cho anh em xem nha. Wow, một đống gương anh em à. Mở ra chọn mảnh ngẫu nhiên bên trong. Chắc mình sẽ lấy tiếp tục con lo anh em. Chắc là lại lấy tiếp tục lấy con lo thôi. Mình không có điều kiện mình sở hữu con lo nào đúp rồi. Thì bây giờ mình sẽ sở hữu con lo thường. Ây da, không biết sẽ chọn chiếc thuyền ở đây. Anh em xem tư vấn giúp mình sẽ chọn chiếc thuyền nào nha anh em. Bây giờ mình chưa mở nhưng mà mình sẽ đợi cái này mình được chọn mà. Đúng rồi, mình sẽ đợi anh em tư vấn rồi sau đó mình sẽ mở. Hoặc Kizaru hoài luôn đi. Ok, Kizaru là ngon nhất anh em à. Đi đường dài anh em nên sử dụng con Kizaru nha anh em. Trời ơi, chết luôn anh em à. Được có nhiêu đó thôi. Cái này là mảnh bảo vật. Cái này là cái gương nguyên liệu cam.
Bây giờ mình cố gắng mình lết lết lên tới cái nguyên liệu cam, mà sau đó mình sẽ múc cho nó lên anh em. Mà lên cam luôn, cho bác xem lên cam trước luôn. Đó, đẹp trai vạm vỡ liền anh em. Wow, đau thẳng quá anh em, thiệt là đau thẳng quá đi. Chị gà có ba, ơi có tỷ lệ né đòn nha anh em, ghép luôn, ghép liền anh em. Giáp thôi, giáp bỏ qua bên đi, tăng tốc độ đánh. Ghép luôn, tốc độ đánh với lại né đòn là mút liền anh em. À tất cả rồi đi, bây giờ mình sẽ đeo cái bảo vật vô cho bác sen cái đã anh em. À ấy, email 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 thì mình không có chơi anh em. Email thì tạm thời mình bỏ qua bên đi, tại vì mình có bác sen này. Email thì chủ yếu vô đam nè, bây giờ mình đang cần support anh em, mình đang cần mấy con tướng gọi là support, cho nên là mình không cần thiết cho lắm. Tỷ lệ né đòn, bạo kích, công kích, bạo kích, tốc độ đánh, quỹ năng lượng, để mình xem thử còn con nào đang đeo cái bảo vật nào không mình lột ra. Ai HP phòng ngự hồi gỡ ra luôn anh em. Bây giờ mình không cần God nữa rồi anh em. À God bây giờ là một cái gì đó nó xa xỉ anh em, mà mình không cần God nữa. Đeo gì trời, HP chi ta, bỏ cái phòng ngự đi anh em. À mình sẽ lấy cái tốc độ vô sử dụng. Đó, tốc độ đánh liền anh em. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm con Ichi nữa. Ok, xong mình mở hết tất cả các gương rồi đó anh em. À tất cả các còn cái gương thuyền thì mình sẽ chưa chọn, nhưng mà không biết thuyền nào ngon anh em, cho nên là bây giờ mình chưa có chọn. Bây giờ mình chọn mấy cái này nữa là mình hết liền anh em, mình sẽ hết tiền liền, cho nên là để sau đi. Còn cái gì nữa mà xài nữa không ta? Ôi nạp vô cỡ đó mà chỉ được có nhiêu anh em. À vé anh em, à thử nhân phẩm Nami, trời ơi vô. Ok, Nico Robin là đúp đi anh em. Đang cần mảnh Nico, tại vì mình chưa có con nào thay thế cho con Nico Robin đó, cho nên là mình vẫn sử dụng Nico Robin. Sau này có Katakuri hay gì đó mình sẽ thay vô vị trí con Nico Robin nha anh em. Nico Robin có cái khả năng chói rồi rút năng lượng này kia các kiểu, khá là ổn áp anh em. À 40 còn thiếu 10 mảnh nữa thôi là mình có thể là úp cho em lên này. Lo hiện tại bây giờ đang được 50 mảnh bo nè. Thôi mấy con này thì khỏi luôn đi. Kuma bây giờ mình chỉ cần vô lo thôi được. Vui anh em, vô lo là vui. Ở đây nó không có quay ra được cái mảnh vương giả anh em. Ở đây chỉ nó quay vòng vòng mấy cái vật phẩm đó thôi. Ở bên cái bảng kia là anh em có thể là quay ra được tỷ lệ ra được cái mảnh vương giả để anh em quay tiếp. Siliu, trời ơi. Kuma gọi hết luôn rồi. Vậy là sạch xanh xanh rồi đó em. Ôi đúng là tiền xài khá nhanh, nhanh như một cơn gió anh em. À thiệt là đau lòng quá đi mà. Ơi VIP, VIP 7 không biết là có thêm cái tính năng gì dành cho VIP 7 không ta? Đặc quyền nè, nạp đủ 10.000 kim cương trở lên sẽ lên được VIP 8, được mua thể lực 8 lần, cài lệ ải vượt, được mua Peli 80 lần, mua khiêu chiến, được mua điểm kỹ năng, mua khiêu chiến truy nã như kia kiểu tèn tèn như đó. Ok, thì nó cũng không có quà gì dành cho VIP anh em. Ở trong này sự kiện không biết có quà dành cho khi mà mình đặt VIP không ta? Quà VIP nữa. Quà VIP mình nhận hết rồi anh em. À mình nhận không Bero hết rồi. Ưu đãi giới hạn. Hôm qua may mắn là nhận được cái này anh em, được 30 cương nè. Để mình xem để còn gì để mà múc nữa hay không anh em. Còn gì để mà chấm múc nữa hay không? Cấp 60 sẽ được Jin B. Rồi, ok. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi quýnh lộn sương sương giao lưu nhẹ nhàng xem thử là có gì ngon hay không anh em. Con Bero của mình nó mất tiêu rồi ta. Đây, Bero nè. Chưa có sợ kêu gì hết trơn anh em. À giờ đem ra quýnh lộn chắc bị nó quýnh ỉa quần quá anh em. Trước mắt thì như vậy thôi anh em. Con Ichi thì mình sẽ review cho anh em sau. Còn bây giờ mình sẽ test thử cái đội hình này thử xem sao. Quýnh với lại cái bạn bạn này có bắt sen chưa? Chưa có bắt sen này mà. Đè các bạn này ra mình quýnh thử xem sao anh em. Ủa? Trời ơi. Bây giờ bỏ con bo hay là con lấy con bo hay là lấy Nico Robin ta? Thôi lấy Nico Robin đi anh em. À lấy Nico Robin thử xem sao. Bác Sen, mong là bác Sen sẽ gánh tem, tại vì bác Sen của mình chưa có skill sở cứu hết trơn anh em. À bác Sen của mình khá là phèn. Ok cha biến mình phật vàng anh em. À ôi cái tem bên kia thật là cùi bóp quá đi. Đúng là sức mạnh của đồng tiền anh em. À lên luôn được cả hạng 64 anh em. Wow, mình có thể là quýnh luôn cả các bạn hạng 24 nha anh em. Nhưng mà bây giờ mình đang tiết kiệm kim cương cho nên là mình chưa có quýnh được, để từ từ củ khoai nó cũng nhừ anh em, lúc đó mình sẽ quýnh bạn ở sau.
Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đó thôi. Để có gì mình sẽ có những cái tính năng gì hay ho thì mình sẽ review tiếp tục và làm video up lên cho anh em cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục qua thêm nhiều video về cái tựa game Gomu Huyền Thoại cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.